Em xin chào cả nhà mình nhá. Hiện nay là phiên sáng của ngày 11 tháng 9 năm 2021. Sáng nay vườn em lại về tiếp tục về hàng mới hot hit đến các bác. Một số dòng hoa Tết như là trầm cổ và một dòng phi điệp mới đó là chia tím yên lập. Ngoài ra nhà em vẫn tiếp tục lên giả hạc Pháp, hoàng thảo vôi mi ăn ma, đùi gà hoa Tết, hoa giả hạc hoa hồng đỏ, long tu xuân, hoa Tết, vân vân. Địa chỉ vườn lan nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 892229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá 40k một đơn hàng, có nghĩa là các bác mua 1 cây cũng 40.000 và 10 cây cũng 40.000. Và bên nhà em không bao ship. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết đơn hàng nhà em mới về đây. Hàng mới cập bến đây. Mặt đầu hàng đầu tiên em xin giới thiệu với các bác đó là mặt hàng trầm cổ. Trầm cổ hoa Tết, chuẩn Tết luôn, hàng thân thủ nhá các bác nhá. Hàng thân thủ, bao phê luôn cho các bác này. Các bác nhìn đây, béo ngậy chưa? Cực kỳ béo luôn, hàng em về em chưa dỡ ra, em mới quay nhá cho các bác thôi. Hàng này nhá, hoa chuẩn Tết luôn các bác, màu tím nhá, tím thủy chung. Bao phê luôn cho các bác, đẹp long lanh luôn. Ui dồi ôi, sao mà nó béo thế? Béo ngậy thế này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Nói về cái dòng trầm nhá, hoa cực kỳ thơm. Mà đã thơm lại còn đỏ trầm chuẩn Tết luôn các bác ạ. Đã thơm lại còn đỏ chuẩn Tết luôn, sai hoa lắm. Riêng cái dòng này nhá, các bác đây nhìn đây, hoa từ phun từ gốc đến ngọn luôn. Sai hoa cực kỳ mà thơm thì gọi là át hết mùi thịt mỡ dưa hành nha các bác. Tết đến là cứ treo một giò này ở cửa hoặc ở phòng khách thì nhá, ai ra vào cũng khen đây này các bác này. Một chậu như này em chia sẻ với các bác chậu 3 thân. Giá cực kỳ yêu thương. Chậu 3 thân là 200 ngàn. Mà chậu 4 thân là 250 ngàn. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đây em cho các bác xem. Trong một chậu nó sẽ có thân dài, thân ngắn xen kẽ nha các bác nhé. Thân dài, thân ngắn xen kẽ. Chứ không thể là đều bằng nhau hết được các bác nhé. Cái này em về em còn chưa dỡ ra đây. Đấy. Thân to chưa các bác nhìn này, các bác nhìn tay em này. Đấy. Bao phê luôn chưa các bác nhá. Mướt mát luôn. Đây hàng em chưa dỡ hết ra, giờ em quay nhá. Mặt hạc tiếp theo em xin giới thiệu với các bác phi điệp. Một dòng thân thủ cực kỳ yêu luôn. Che tím yên lập này. Ôi giời ơi, sao mà nó đẹp thế? Đẹp một cách xuất sắc luôn. Đây. Nói về cái dòng che tím này thì các bác cũng biết rồi đấy. Hoa nó cực kỳ nổi tiếng và thơm luôn. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Che tím yên lập nhá. Dòng hoa này nổi tiếng rồi, không phải giới thiệu các bác cũng biết này. Che tím nối ngọn yên lập này. Một chậu như này em chia sẻ đến các bác, một chậu nó trung bình nó từ 5-6 ngọn trở lên. Em chia sẻ đến các bác 300k thôi. Giá cực kỳ yêu thương. Giá mùa Covid trên thân thủ bao phê nhá. Hàng vẫn tiếp tục đi ngọn nhá các bác nhìn này. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Em cho các bác xem mặt hoa một lần nữa nhá. Đây. Mà em nói tiếp với các bác, hàng này hàng ươm kỳ nhá. Các bác nhìn thấy kỳ chưa? Đây này, mầm gốc vẫn đang tiếp tục xuất hiện nữa đây này. Hàng ươm kỳ nhá các bác nhá. Hàng ươm kỳ cho nên là mặt hoa tương đối chuẩn. Đây, cây nào cũng mầm gốc đang đi tiếp tục lên đây này. Bao phê luôn cho các bác, giá 300k một chậu. Chậu nó từ 5-6 ngọn trở lên nhá. Toàn ngọn to tướng, các bác nhìn đây. Ai lại vừa to vừa dài như thế này này, xem là chiều dài nào. 1, 2 này, 3 này. Cái ngọn trung bình, cái ngọn dài nhất nó phải bằng 4 trên 4 găng tay em rồi. Đấy các bác nhìn thấy chưa?
Còn trong một chậu nó sẽ có ngọn dài ngọn ngắn chứ không thể nó đều nhau hết được các bác nhá. Tiếp theo em đi một mặt hàng, số mặt hàng hoa Tết đang có ở nhà em đó ạ. Em về được cái đô đai châu Thái, hoa chuẩn Tết luôn các bác nhá. Hàng này, lá này, hàng này em beo là hàng đẹp, bao hàng nỗi lá cho các bác. Bản lá cực to luôn, lá xếp mít nha các bác nhá. Lá xếp mít, một chậu hai cây này. Các bác nhìn thấy có yêu thương không? Quá đẹp luôn. Hàng về số lượng rất lớn. Đây em cho các bác xem đây nhà em, bao la luôn. Bao la để cho các bác lựa chọn. Em có hai dạng cây, một dạng cây mẹ con. Đây, cây mẹ con đây nhá. Ôi đẹp lắm. Và một dạng cây, hai cây đều nhau. Đây, em cho các bác xem. Lá xếp mít nha các bác nhá. Hai cây đều nhau. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Đây, nó có một cái lô hàng này nhá. Về toàn màu hốt hít thôn luôn. Màu đốm này, đố các bác tìm đâu được cái nhà nào có cái màu đốm như nhà em. Màu đốm này, màu sắc pháo này. Đây, các bác nhìn đốm, có mấy loại đốm cơ. Đốm đẹp cực. Đấy, các bác nhìn thấy hoa nở nhà tại nhà em nhá. Đặc biệt có cả màu cam lửa này. Cam lửa này nở nhà tại nhà em đẹp không các bác? Ở bên ngoài nó còn đẹp lắm, xem trong ảnh nó không bằng bên ngoài đâu. Đây, còn một bầu màu lạ lạ như này này. Còn một màu bông mai cánh viền nữa cơ. Đây, các bác nhìn chưa? Các bác mua bầu nào thì các bác cứ nói em sẽ trộn tương đối cho các bác. Các bác nhìn thấy bản lá nó to chưa? Xếp mít nha các bác nhá. Giá này, cây này trên thị trường người ta đang bán 350.000 một chậu hai cây. Nhưng riêng nhà em chỉ bán 270.000 thôi. Nhà em nhập trực tiếp không qua trung gian. Em chỉ bán 270.000 một em thôi. Giá quá yêu thương luôn, một em. Một em gồm một chậu gồm có hai cây nha các bác nhá. Các bác thích lấy hai cây đều này. Đều không phải là đều chặn chặn như nhau mà nó sẽ tương đối và hoặc là cái loại cây mẹ con. Giá mùa Covid nhà em nhập trực tiếp, bán nhanh cho các bác, ưu tiên cho các bác. Ai cũng có cây chơi, giá rất là yêu thương, 270.000 một em nhá. 270.000 một em. Ngoài ra nhà em còn có một cái sơ di cây như thế này. Cây to như thế này thì nói chung là các bác nào mua thì kết nối Zalo với em. Em sẽ chụp hình từng cây, báo giá từng cây một cho các bác. Siêu 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 to luôn, siêu siêu to luôn. Và đây là cái lô giả hạc Pháp hoa Tết. Hàng đợt này là cây rất dài, ngọn cứng cáp các bác nhá. Ngọn cực kỳ cứng cáp này. Đây. Hàng này nói về cái dòng giả hạc Pháp thì các bác biết rồi đấy. Hoa nổi tiếng là thơm và nó lại còn chuẩn hoa Tết nữa. Thế các bác nào mà một chậu này nó trung bình nó tầm 5-6 ngọn trở lên. Nếu mà các bác lấy nhiều ngọn thì ngọn nó sẽ bé. Mà các bác lấy 5 ngọn này thì ngọn nó sẽ to, dài như này. Đây ví dụ thôi, em quay lên cho các bác. Đây, ngọn nó sẽ to, nó cứng cáp hơn. Còn các bác lấy ngọn nhỏ này thì ngọn nó nhỏ hơn này. Thì nó nhiều ngọn hơn, được vài ngọn. Đấy, thế là em nói thế. Đây, ngọn to cứng cáp đây. Này thì các bác về thế này. Các bác nào mà có điều kiện thì các mình sẽ làm cho em là thế này. Các bác mua hai cái mi hai bảng này về ốp vào. Ốp vào như thế này thì nó sẽ ra một suối hoa luôn. Một suối hoa luôn. Treo phòng khách thì tuyệt vời luôn. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Mặt hoa giả hạc Pháp, hoa lở chuẩn Tết nhá. Hoa cực kỳ thơm và bền hoa. Đấy, em cho các bác xem. Một bảng vậy em chia sẻ đến mọi người là giá 160.000 một bảng, giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng này là trồng thuần rồi nhá. Trồng vào cái gỗ này. Đây, đây là cái túi phân tan chậm nha các bác nhá. Các bác này, cái này nó có phân rồi, các bác cứ tưới bình thường thôi. Một tuần hoặc là 10 ngày các bác tưới thêm B1 cho em. Đây này, có những cái ngọn này ít ngọn này. Có những cái giòn ít ngọn này, ngọn nó to, nó dài này. Các bác nhìn thấy chưa? Ngọn to, dài. 160.000 một em chưa bao gồm phí ship nhá các bác nhá. Hoa giả hạc Pháp thì siêu thơm này. Siêu thơm này, hoa này cực kỳ bền mà nở chuẩn Tết nha các bác nhá. Nở chuẩn Tết.
Đây, em cho các bác xem mặt hoa lại lần nữa. Ok. Vôi tím Myanmar, hàng béo ngậy thân thủ nha các bác nhá. Hàng thân thủ béo ngậy này. Em cho các bác xem này. To chưa? Trong cái lô này đặc biệt có một cái giò này. Siêu to khổng lồ luôn. Các bác nhìn thấy ngón tay em chưa? Siêu to khổng lồ luôn. Riêng cái ngọn này thì nó có mây bao nhiêu? Có 7 ngọn thôi. 6, 8 ngọn. Rồi 4, 6, 8 ngọn. Riêng cái bảng này 8 ngọn này. Đây này. Còn nó trung bình. Trung bình của nó một bảng nó tầm 9, 10 ngọn trở lên các bác nhá. Dài ngắn xen kẽ. Siêu béo ngậy luôn. Thân thủ. Vôi tím Myanmar thân thủ. Em cho các bác xem mặt hoa. Đây, mặt hoa của nó đây. Đẹp không các bác? Quá đẹp luôn. Hàng này, nếu mà các bác biết chăm sóc tốt, tầm tháng 12 dương trở đi là các bác cắt nước, thì hoa nó sẽ ra chuẩn Tết cho các bác. Như nhà em trồng, em bán 2 năm nay, các bác biết rồi đấy. Hoa ra chuẩn Tết luôn. Đấy, các bác nhìn này. Thân nù này. Siêu béo ngậy luôn. Đây, cái bảng nào mà nó to đột xuất ý, thì nó lại có tầm ít ngọn hơn nha các bác nhá. Này, vôi tím Myanmar béo ngậy luôn. Một bảng như thế này em chia sẻ đến các bác giá 230k. 230k một em. Các bác nào mà thích chơi nó sai hoa ấy thì mình làm hai bảng, mình ốp ninh vào với nhau như thế này, nó sẽ ra một suối hoa đẹp tuyệt vời luôn cho các bác. Các bác nhớ nhá, là nếu mà mình chăm sóc cắt nước tốt, đúng quy trình thì nó sẽ ra, nó sẽ ra hoa đúng chuẩn Tết luôn. Đấy, nhà em bán rồi cho nên em không nói sai nhá. Các bác nào đã mua nhà em thì các bác biết. Vôi tím Myanmar béo ngậy luôn. Hai trăm ba mươi k một em nha các bác nhé. Thân thủ. Tiếp theo đây là một cái dòng thanh đạm Indo. Nói về cái dòng thanh đạm Indo này thì hoa nở chuẩn Tết thì các bác nhé. Hoa nở chuẩn Tết luôn. Mà cái hương thơm của nó thì em cũng nói luôn là hương thơm nó rất là ngọt ngào như là mùi kẹo ấy các bác ạ. Hoa lại ra chuẩn Tết này. Đây, em cho các bác xem hoa mẫu này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Một suối hoa luôn. Suối hoa nó sẽ thả xuống như thế này này. Trông rất là dịu dàng, duyên dáng luôn. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Em cho các bác xem. Ui dồi ôi, bế gãy cả tay luôn đây này. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Nhà em dán đến giá các bác, giá cực kỳ yêu thương luôn. Nó, cái chậu này nó tầm trên 20 thân nhá. Bề gãy cả tay luôn các bác này. Trên 20 thân nhá. Trên thị trường người ta đang bán 400-450, nhưng em chia sẻ với các bác giá độc chỉ có 370.000 một em thôi. 370.000. Các bác nào mà thích chơi nhiều thì mình làm 3 chậu kết vào một cái này, này. Nó thành một cái đại tướng luôn. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Thành một đại tướng luôn. Hoặc là các bác mua một chậu, các mình chơi mình ghép vào cái chậu như thế này cũng to đẹp rồi. Tết nó sẽ ra một suối hoa luôn. Đây, em cho các bác xem ảnh mẫu. Khách nhà em chụp cho em xem đây. Đây, khách mua về chụp cho em xem nhá. Thực tế luôn của nhà mình đây. Khách của nhà mình đây. Một chậu nó trên 20 thân em chia sẻ nên các bác giá độc chỉ có 370k thôi các bác nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship, nhà em không bao ship. Nặng to khủng bố luôn. Hoa thì nở chuẩn Tết luôn các bác nhá. Em nói lại một lần nữa, hoa nở chuẩn Tết các bác nhá. Thanh đạm Indo. Cái hàng này thì chăm sóc thì nó bình thường thôi. Các bác tưới vừa nước thôi, đừng có tưới nhiều nước nhá. Nó không ưa nước mấy đâu các bác ạ. Tiếp đây em sẽ lên cho các bác một dòng hoa, đó là giả hạc tím Huế nhá. Dòng hoa giả hạc, riêng với cái dòng hoa giả hạc thì nó thơm khỏi phải nói rồi. Siêu thơm luôn. Đây, nó có một bảng nó tầm 7-8 thân trở lên. Nó có cả thân dài, thân ngắn, xen rẽ kẽ. Em cho các bác xem mặt hoa. Giả hạc tím Huế nha các bác nhá. Đấy, giả hạc tím Huế. Hoa siêu thơm luôn. Một bảng như này em chia sẻ đến các bác
giá cực kỳ yêu thương luôn, 190k một em, giả hạt tím Huế. Đây, hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn nha các bác nhá. Hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn, 190.000 một em, giá chưa có bao gồm phí ship. Em cho các bác xem mặt hoa một lần nữa này, hoa siêu thơm luôn, giả hạt tím Huế nhá. Cái này nó về cái cách chăm sóc cái này thì hàng trồng thuần rồi, các biết bác chỉ việc treo chơi thôi. Hàng ngày các bác tưới nước đều đều cho em, khi đến tháng tầm tháng 12 dương trở đi là các bác cắt nước tưới ít cho em, một tuần hay 10 ngày các bác cho em B1 vào. Bác nào mà thích chơi nhiều nó ra một suối hoa, các bác sẽ mua hai bảng ghép về cho em này. Cái này em ghép trồng ra cục gỗ lớn nhá, 190k một em, giả hạt tím Huế. Em cho các bác xem lại mật hoa lần nữa, hoa siêu thơm siêu đẹp luôn. Đấy các bác nhìn thấy chưa, đẹp cực kỳ luôn ý, giá lại yêu thương. Còn đây là cái lô gà tròn mắt đỏ này, hàng siêu béo ngậy nhá. Đây, một chậu như này có giá 200k. To chưa các bác nhìn cho em này, siêu to khổng lồ luôn nhá, hàng béo ngậy luôn này, 200k một chậu này. Hàng chuẩn hoa tét nhá, mặt bông của nó đây, mọi người nhìn cho em này. Cái dòng này bông của nó tương đối to nhá, hoa có mùi thơm cực kỳ là quyến rũ ạ. Cho các bác chiêm ngưỡng cái mặt hoa của nó nhá, nét căng luôn ạ. Em quay sát cho mọi người xem này, những cái mầm này nó đang lên rất là nhiều nhá. Cái hàng này về bây giờ mình sang chậu cho em, để cho nó rước giá trị cái cây lên nhá. Có giá thể trồng thì mình trồng bằng vỏ thông vụn cho em nhá, trồng bằng vỏ thông vụn, rắc cho em một ít cái phân tan chậm lên. Đây này, mầm lên là mầm này, thân to mập nhá, đẹp lắm. Cái hàng này thì về bây giờ các bác chơi thân chơi lá cho em, mình đợi mấy nữa đến Tết mình chơi hoa nhá. Mà các bác thích chơi dày hoa thì làm cho em 2 đến 3 chậu này ghép vào là một giò to nhá. Đẹp chưa? Đây này, ngọn nó đua lên này, nó như cái giống mía luôn nhá. Long tu xuân di linh hoa nở chuẩn Tết của nhà em cập bến đây nhá. Các bác nhìn béo chưa? Siêu to khổng lồ này. Một cái bảng như thế này nó có giá là 200k, giá siêu yêu thương mọi người nhá. Cái giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển đâu, nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nữa nhá. Mặt bông của nó đây ạ. Cái dòng long tu này thì cái ưu điểm nổi bật nhất của nó là nó rất là sai hoa nhá. Đây như mọi người nhìn thấy này, siêu nhiều hoa luôn ạ. Hoa gần như là nó phun từ cái phần gốc đến ngọn luôn nhá. Một bảng này thì nó cứ dao động khoảng tầm 10 thân ạ, 10 thân đổ lên nhá. Thân ngắn, thân dài xen kẽ. Hiện tại thì có những thân nó vẫn đang đi ngọn, còn có những thân thì đang bắt đầu thắt ngọn rồi nhá. Đây, xanh mướt luôn này. Những cái hàng này về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc cái móc lên, các bác treo lên tưới nước cho nó là các bác chơi được ạ. Hiện tại bây giờ chưa phải mùa hoa của long tu thì mình chơi thân chơi lá nhá. Đây này, mấy nữa về nhà mọi người nhá. Những cái thân con như thế này này, những cái mầm gốc ấy ạ, nó còn nảy lên rất là nhiều luôn. Giả hạt hoa hồng đỏ, hàng chuẩn hoa tét của nhà em cập bến nhá. Đây, đợt này em về được cái lô này siêu to khổng lồ luôn ạ. Một bảng này thì nó có giá là 330.000. Cái giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nhá, nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship ạ. Đây, em sẽ đi vào em quay chi tiết cho mọi người. Hàng to lắm, to đẹp luôn ạ. Nó như cái mảnh mảnh luôn này. Mặt bông đây nhá, tím đỏ này. Dòng này hoa siêu thơm nhá mọi người nhá, thơm lắm luôn ạ. Về bây giờ các bác chỉ việc treo lên chơi thôi ạ. Đây, một bảng dao động 25 thân đổ lên nhá, ngắn dài xen kẽ. Nó sẽ có thân ngắn thân dài chứ nó không thể nào nó đều nhau bằng bằng đâu nhá.
Em lưu ý luôn với mọi người này là hàng hiện tại bây giờ nó có một số ngọn là nó đang bắt đầu nó thắt ngọn rồi. Thắt ngọn nó xuống lá nhá. Nên cái vàng này nó là vàng tự nhiên, không phải vàng bệnh đâu, vàng được nắng đấy ạ. Đẹp chưa? Siêu to khổng lồ luôn này. Về bây giờ mình chỉ việc treo lên chơi thôi nhá, không cần phải ghép lại hay làm gì đâu ạ, vì cái lũa này của nhà em nó tương đối là chắc chắn nhá. Lô trâu rừng bắp trụ, hàng lá mít xếp nhá. Cái hàng rừng này thì nó chỉ có duy nhất một mặt hoa trắng tím thôi ạ. Và cái hàng này thì hôm nay xin phép báo giá đến các bác là 500k cho một cân này. Hàng chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Phí ship đồng giá là 40.000 giúp em ạ. Một cân này thì nó cứ dao động khoảng tầm 2 cây một cân nhá. Hàng cây to nặng này. Cái hàng này thì em bảo hành cho các bác 100% là năm nay các bác có hoa chơi. Nó già cây rồi mọi người ơi. Và hàng này nó đã qua xử lý rồi, về các bác không cần phải ngâm kích gì nữa nhá. Mình có thể ghép luôn cho em được ạ. Cây to này, nặng này. Cầm rất là chắc tay luôn nhá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá mọi người nhá. Cái thời điểm này các bác mua về ghép là hợp lý nhá. Ghép cái tầm này để đến Tết mình có hoa chơi này. Đây. Một cân nó cứ dao động khoảng tầm 2 đến 3 cây nhá. Như những cái cây nhỏ nhỏ này này thì một cân nó được tầm 3 cây. Còn cái size cây to hơn thì một cân được khoảng tầm 2 cây nhá. 500k một cân. Cộng thêm 40.000 tiền ship nhá.